Sáng thứ bảy đây, 4 tháng 11, nên thời tiết đẹp nha. Rồi, chào các bạn. Rồi, đi câu thấy cái hàng hủ tiếu này đẹp kinh ha. Nè, mình quay, quay cái hàng này trước. Rồi lát lại cái hàng kia. Rồi, lại gần chút. Ở đây đường này nhiều lắm. Hôm nay mua một hàng. Đó, cho tới đoạn kia nè, mình quay được. Ai là hàng phải chơi. Tiếp một hàng này nha, mỗi năm mình có quay đó. Sẵn đi câu cá đây đường này đó. Đó. Dài được một tiếng rất là dài, ra xa lắm. Qua cái cua rồi, cái bên kia nữa. Tới kia mình quay mình nói nữa nha. Rồi bên trong này chút đi. Đây bắt đầu tới đây dài trong thước nữa. Cũng con đường này. Rồi đây. Quay tiếp phút nữa. Quay tiếp này. Thâu gần lại chút rồi. Qua bên đường, quay tiếp, góc nhìn
Bên đường nhìn quá. Xin chào các bạn. Đó, sau khi câu cá về mình đi ăn. Đó, tới đây mình thấy có hoa tuần vàng nè. Đó, giờ mình quay cho các bạn xem nữa. Tuần hoa phượng vào tím rồi tới vàng nha. Nè, thấy hoa tuần vàng không? Dạ. Ở đây có hoa tuần vàng, hoa tuần trắng, đỏ có luôn. Ở chỗ này hoa tuần vàng nhiều lắm. Đó. Hoa này ngoại ô Tết. Tiếp luôn. Rồi, ok. Bye bye. Bye bye.